tới file thành công, mọi người vào ứng dụng Zachiever, vào download cái này, mọi người bấm vào file, bấm giải nén tại đây, đè vào thư mục có tên là Android, bấm cắt và bấm vào download trên đây. Bộ nhớ thiết bị, bấm dán, áp dụng cho tất cả, thay thế.